Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những kinh nghiệm cách trồng cây các bạn nhé. Tôi xin chia sẻ về cách trồng những luống cây rau thơm húng quý nhanh nhất, hiệu quả nhất các bạn nhé. Khi chúng tôi đã quy hoạch làm những luống đất trên ruộng bãi màu nhà tôi tầm 7 miếng và chúng tôi đã cuốc đất và làm đất xong nhỏ và đi chợ mua chọn những bó cây giống rau thơm húng quế đẹp nhất về để trồng. Và chúng tôi đã trồng như sau. Trước khi trồng, tôi rạch từng rạch lông tầm 5 phân. Lăm đến 7 phân ở luống đất và rạch ngang luống, rạch hàng cách hàng 10 phân và chúng tôi khi rạch hết một luống thì tôi tới một lượt lướt ẩm cho những rạch đất. Sau đó tôi sắc lượt phân lót, lân lót NPK cho những rạch đất và bắt đầu hạ cây xuống để trồng. Tôi trồng cây cách cây tầm 5 đến 5 phân đến 7 phân. Khi trồng hết luống này, tôi lại rạch đất tiếp luống khác và tới lướt ẩm rắc lân lót và lại trồng tiếp như vậy. Chúng tôi đã trồng hết được những luống đất để trồng rau thơm rất nhanh. Tôi đã trồng được một ruộng sau cây rau húng quế rất đẹp. Video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của tôi.
Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.